Thưa quý vị, bệnh gút và đái tháo đường là hai bệnh ngày càng phổ biến ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, và đối tượng mắc hai bệnh này thì ngày càng trẻ hóa. Thưa quý vị, gút là một loại bệnh rối loạn chuyển hóa purin khiến cho axit uric trong máu tăng cao. Còn với tháo đường là bệnh mà lượng đường trong máu cao hơn mức cho phép. Do đó thì chúng ta cũng thấy được nguyên nhân đó từ là việc thiếu hoặc là đề kháng với insulin. Thì trong những cái trường hợp có nhiều bệnh nhân lại mắc cùng lúc cả hai bệnh này, việc điều trị sẽ càng khó khăn hơn. Và thưa quý vị, vừa rồi mở đầu chương trình ngày hôm nay thì Như Nguyễn đã chia sẻ cùng với tất cả mọi người những thông tin về những căn bệnh mà Quân Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta đều biết rất là rõ, đó chính là những sát thủ thầm lặng đang từng ngày thậm chí là có thể cướp đi sinh mạng của những người thân yêu trong gia đình của chúng ta mọi người nha. Đó chính là hai căn bệnh cực kỳ quen thuộc, đó chính là bệnh tiểu đường kèm theo những biến chứng của nó, hay là bên cạnh đó còn có là những cái nguyên nhân và cũng như là những cái biểu hiện liên quan đến vấn đề bệnh đái tháo đường là thứ nhất. Thứ hai đó chính là việc tăng axit uric ở trong máu của chúng ta dẫn đến bệnh gút, thưa quý vị. Và ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với Quang Quý và Như Nguyễn thì chúng tôi mong muốn là sẽ mang đến cho tất cả mọi người một người bạn đồng hành để chúng ta có thể yên tâm hơn trong việc kiểm soát sức khỏe của mình. Đó chính là việc chúng ta có thể là kiểm tra được, mình kiểm soát kiểm tra cái chỉ số mà axit uric của mình tại nhà hay là cái lượng đường trong máu tại nhà luôn, chỉ bằng một chiếc máy thôi quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái kết quả test nhanh hơn, mà bên cạnh đó mình có thể theo dõi sức khỏe của mình mỗi ngày. Hình dung trong việc là người già trong gia đình của mình nè, rồi trong gia đình của mình có phụ nữ mang thai nữa, là những cái đối tượng mà rất là dễ mắc phải những cái bệnh liên quan đến tim mạch hay là những cái bệnh về đái tháo đường và cả là những cái bệnh liên quan tới gút nữa. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi mới mang đến cho quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng tại nhà, chứ không phải là mỗi lần cần kiểm tra là phải đến với cơ sở y tế, phải đến phòng khám hay bệnh viện đợi chờ rất là lâu, mà chưa kể là cái thủ tục nhiều khê hay là chúng ta mất nhiều thời gian nữa. Trong khi đó nhà mình thì sẽ có rất là nhiều những cái đối tượng mà cần phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên, như là ông bà cha mẹ lớn tuổi nè, như là phụ nữ đang mang thai nè, rồi còn có thêm nữa là nhân viên văn phòng mà ít vận động, hay là các anh các chú mà thường xuyên là phải nhậu nhẹt rượu bia nè, hay là tiệc tùng, thì đôi khi cũng sẽ có những cái nguy cơ cao mà mình cần phải kiểm tra xem axit uric như thế nào, lượng đường trong máu ra sao. Và nhất là trong gia đình mình mà có ai đang có nguy cơ béo phì hay là đang béo phì tăng cân thì mình cũng cần phải kiểm tra ngay luôn để đảm bảo an tâm mọi người nha. Và bên cạnh đó thì với đái tháo đường là một căn bệnh mà còn có yếu tố di truyền như vậy, thì mình sẽ cần phải kiểm tra thường xuyên để mình có thể là mình điều trị cho nó phù hợp, mình có được những cái phác đồ mà nó hợp lý nhất. Và bên cạnh đó thì quý vị ạ, để tránh những cái bệnh liên quan tới tim mạch nữa, tại vì đái tháo đường là một trong những cái bệnh mà dẫn tới biến chứng về tim mạch rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta sẽ bị tăng huyết áp, điều mà hay thấy ở những người lớn tuổi nè, những người già trong gia đình nè, rồi chưa kể là các chị em phụ nữ đang mang thai nữa, hay là bị tắc nghẽn động mạch, rồi cả những cái bệnh của các van tim hay là tai biến mạch máu não nữa, những bệnh rất là nguy hiểm quý vị nha. Còn với bệnh gút thì sao ạ? Đang ngày càng phổ biến hơn, và bên cạnh đó thì nó còn tác động không nhỏ tới sinh hoạt, đời sống và cả khả năng lao động của chúng ta nữa. Đúng rồi thưa quý vị, và chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cảm thấy là có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, những thành viên trong gia đình của mình mọi người ạ, sẽ có những lúc trong lúc mà chúng ta đang ngồi làm việc nè, hay là đang ngồi đọc sách như thế này á, thì chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến tình trạng là mắt bị mờ, đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những đối tượng lớn tuổi mà mắc căn bệnh đái tháo đường thưa quý vị. Bên cạnh đó đối với các cô như thế nào ạ? Những người lớn á thì chúng ta đi lên đi xuống nè, nó dễ bị ảnh hưởng tới khớp xương của mình khi mà bị mắc tới những cái căn bệnh gút nè, và cũng như là kết hợp cùng với việc là bệnh đái tháo đường thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái biến chứng nguy hiểm tiếp theo nữa mọi người nha. Và bên cạnh đó, từ nãy tới giờ thì Như Nguyễn đã chia sẻ là những cái biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, thì bản thân Quang Quý thưa quý vị cũng đã có từng trải qua một cái giai đoạn xét nghiệm và thấy là cái axit uric cũng khá là cao và cũng có một cái nguy cơ dẫn đến là bệnh gút thưa quý vị, cho nên là Quang Quý hiểu rõ là cái cảm giác của nó như thế nào. Và với những cái biến chứng của gút thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, liên quan đến giảm chức năng thận, hủy hoại khớp xương và cả biến dạng khớp nữa mọi người nha, và thậm chí là biến chứng dạ dày của chúng ta thưa mọi người, ảnh hưởng đến mọi hoạt động sống của chúng ta. Thì như vậy làm sao để chúng ta có thể là mình kiểm soát
soát được cái hàm lượng axit uric ở trong máu của mình, hay là bên cạnh đó mình kiểm soát được đường huyết ạ? Giống như là như Nguyễn đã chia sẻ lúc nãy, không phải là cứ mỗi khi mà chúng ta cứ phải mong muốn là biết được những cái thông tin đó thì chúng ta cứ phải chạy đến những cơ sở y tế đúng không ạ? Đúng rồi. Hay là chúng ta cứ phải tốn thời gian, tốn công sức để mình đi kiểm tra này nọ các thứ, mà mỗi lần như vậy tốn vài tiếng đồng hồ là ít. Và nhiều khi là trong một cái trường hợp là những người lớn tuổi lại khó di chuyển nữa mọi người ạ. Như vậy thì chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một người bạn để chúng ta có thể là thực hiện ngay tại nhà những biện pháp đó mọi người ạ. Đây chính là giải pháp mà hôm nay như Nguyễn và Quang Quý mang tới, đó chính là chiếc máy đo đường huyết và cả axit uric Sinocare nữa. Đây là thiết kế mới của Sinocare để mang tới cho quý vị chiếc máy Self AQUG mà có hai chức năng, để chúng ta vừa đo được chỉ số axit uric, vừa đo được cái đường huyết trong máu luôn, chính xác và thiết thực. Đặc biệt hơn là có chip mã và có được cái hệ thống lưu lại nữa, để mình có thể là kiểm tra được trong nhiều lần liên tiếp mà mình kiểm tra thường xuyên, mỗi ngày, cách ngày hay mỗi tuần thì đều lưu nhớ, đều có cái bộ nhớ để mà ghi lại đó, để mà giúp chúng ta có thể là theo dõi được cái sự tăng giảm chỉ số axit uric cũng như là lượng đường trong máu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem là như thế nào thưa quý vị. Ở phía bên trong nó sẽ có đầy đủ những cái bộ phận để giúp cho chúng ta có thể là dễ dàng và tiện lợi hơn trong việc là chúng ta kiểm soát những cái thông số trong cơ thể của mình. Và đây là dòng sản phẩm được sản xuất với công nghệ của Đức mọi người nha. Và khi mà chúng ta nhắc đến Đức thì chúng ta sẽ rất là quen thuộc vì đây là một đất nước rất là nổi tiếng cùng với những cái thiết bị y tế mọi người ạ, dành cho những thành viên trong gia đình của chúng ta. Đó, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới mọi người nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có ngay là một cái cuốn sách hướng dẫn mọi người ạ, và kèm theo đó là một cái bảng để chúng ta có thể là so sánh kết quả nè, rất là đơn giản và dễ dàng đúng không ạ? Rồi ở bên trong có thêm một chiếc túi để mình có thể là tiện lợi hơn nè, mình cầm theo mọi lúc mọi nơi mọi người nha. Rồi ở bên trong nó sẽ có là gì ạ? Đó chính là một chiếc que lấy máu như thế này mọi người nha, một chiếc bút lấy máu như vậy. Rồi ở bên trong nữa, đây là phần quan trọng nhất, đó chính là phần thân máy của chúng ta mọi người ạ. Với cái phần thân máy này thì chúng ta sẽ có hai khe để mình có thể là cắm đầu thử vào. Thì chữ U có nghĩa là acid uric, còn chữ G có nghĩa là đường huyết mọi người nha. Với dòng sản phẩm như thế này thì tích hợp cùng thêm hai viên pin 3 chữ A nữa, chúng ta có thể là dễ dàng thực hiện và thao tác nó. Và không dừng lại ở đó, kèm theo chiếc máy ngày hôm nay thì chúng ta còn được có thêm, đó chính là những chiếc kim và cũng như là những cái chiếc que thử đúng không như Nguyễn? Đúng rồi đó quý vị ạ, chúng ta sẽ có được những cái que thử khác nhau. Thì với mỗi một cái bộ sản phẩm như thế này là chúng ta sẽ có được những cái chiếc hũ như thế này đây, để mà chúng ta có thể là dễ dàng mình thử được cái axit uric. Thì quý vị sẽ thấy là với cái hũ mà có cái lai màu cam á, có cái viền màu cam như thế này nè, đó nó chính là axit uric. Và với cái viền màu xanh như thế này thì sẽ là đo glucose để lo đường nha mọi người nha. Và với một bộ sản phẩm của chúng ta như vậy là mình sẽ có là 50 que thử axit uric và 50 que để mà chúng ta thử là đường huyết. Và bên cạnh đó thì còn có thêm là 100 cái kim nữa đó. Cái kim thì đã cũng được đóng gói và vô trùng để mà chúng ta đảm bảo là an toàn, và mình có thể là kiểm tra mỗi ngày hay là mình kiểm tra cho mỗi thành viên trong gia đình của mình cũng được luôn. Và thưa quý vị nhớ là chúng ta phải gắn một cái chip, đó chính là một cái chip 625 vào đây, để từ đó thì mình có thể là dễ dàng hơn trong việc là chúng ta đo đường huyết mọi người nha. Sau khi mà gắn vào thì chúng ta sẽ chờ đợi trong khoảng thời gian là 9 giây, máy nó sẽ tự khởi động cho chúng ta luôn. Ở đây sẽ có hai khe để cắm que thử, chữ U như Nguyễn nói là acid uric và chữ G là liên quan tới đường huyết mọi người ạ. Rồi và bây giờ chúng ta đã thấy rất là sẵn sàng như thế này rồi, và trong lúc này đây thì chúng ta sẽ cùng nhau là thực hiện những cái thao tác để mình có thể lấy máu mọi người nha. Quang Quý sẽ đặt chiếc máy xuống đây ạ. Rồi, và thưa quý vị, cùng với cái chiếc bút như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu là mình sẽ mở ra nha. Đó, đây là cái chiếc bút lấy máu thưa quý vị. Và ở đây thì kèm theo đó chính là một cái đầu kim lấy máu. Trong bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ có ngay, đó chính là 100 que kim. Và mọi người nhớ là chúng ta ấn vào thật chặt để nghe một tiếng cái tách một cái nha. Đó, rồi sau đó mình sẽ quay cái phần đầu của nó, quay. Và sau đó sẽ xuất hiện cái đầu kim ở đây ạ. Và mình sẽ bắt đầu là mình sẽ đóng lại. Và với độ dày của da của người Việt Nam thưa quý vị thì nó sẽ có một cái thông số là trong khoảng là tầm từ 3 tới 4 mọi người nha. Mình có thể là mình xoay cái đầu bút như thế này nè, để mình có thể là điều chỉnh cái độ sâu của cái kim khi mà chúng ta đâm vào cái da của mình, để đảm bảo là chúng ta sẽ có thể là lấy được cái phần máu mà mình mong muốn mọi người ạ. Đó, với Quang Quý thì ở mức số 3 thưa quý vị, và sau đó chúng ta sẽ kéo ra như thế này. Đó, và với dòng sản phẩm ngày hôm nay khi mà tất cả quý vị làm như vậy, chúng ta nhớ là cái phần bàn tay của mình khi mà mình lấy máu nè thì mình phải vệ sinh trước mọi người nha, mình sẽ sát khuẩn bằng cồn. Đó, mình sẽ sát khuẩn bằng cồn trước. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã bắt đầu gắn kim vào, và khi mà cái nút của chúng ta chuyển sang màu cam thì mình chỉ cần đặt cái ngón tay của mình vào thôi, và sau đó mình sẽ ấn nha, rất là nhanh thôi ạ. Rồi, đây thưa quý vị, chúng ta sẽ lấy một
cái giọt máu đầu tiên chúng ta sẽ chùi nó đi nha. Rồi mình sẽ bắt đầu mình nặn lên để mình lấy cái giọt máu thứ hai. Dạ đây ạ. À. Và với chiếc máy của Quang Quý thì Quang Quý đã cài sẵn, đó chính là một cái phần đầu que thử vào ở trong cái khung là axit uric thưa quý vị. Và khi mà chúng ta để máu vào thì máu sẽ tự động được hút vào trong que của chúng ta mọi người nha. Và đây ạ. À. Đó. Và khi nghe tiếng tít như vậy thì chiếc máy của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động trong khoảng thời gian là 25 giây. Nó sẽ đưa ra được cái kết quả của chúng ta. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi là chờ đợi trong khoảng thời gian là 20 mấy giây mọi người nha. Thay vì cái khoảng thời gian là 2 đến 3 tiếng đồng hồ thưa quý vị, để chúng ta có thể là đi ra ngoài rồi chúng ta đến những cơ sở y tế để chúng ta đo, thì ngay tại nhà của mình chỉ tốn khoảng 25 giây mà thôi mọi người ạ. À. Từ đó thì chúng ta sẽ có được cái kết quả đây ạ. À. Rồi, không. Đây. Đây là chỉ số axit uric hiện tại của Quang Quý. Và khi đó thì chúng ta sẽ có một cái bảng để mình có thể là so sánh luôn mọi người. Mọi người có thể xem là trong phim trường thì Như Nguyễn và Quang Quý đã mang tới một cái chiếc bảng to hơn để mình có thể là dễ dàng mình nhìn thấy những con số ha. Còn với mỗi chiếc máy đo đường huyết và axit uric của Sinocare này thì sẽ đều có một cái bảng nhỏ cầm tay đem theo, kèm theo để mà quý vị có thể là dễ dàng so sánh. Và hiện nay cái chỉ số axit uric của Quang 360. Quý thì đang ở khu vực là 360. Đó, như vậy thì đang ở ranh giới rồi nha quý nha, ở khu vực phía trên như vậy đó. Cho nên là khi đó thì chúng ta sẽ biết cách để mà làm sao mình điều chỉnh cái chế độ ăn uống, tập luyện của mình lại để giảm cái lượng mà axit uric mà mình trong cái cơ thể tạo ra. Đúng rồi đó quý vị, như vậy thì Quang Quý cũng thấy là Quang Quý đang ở cái mức đầu của cái phần ranh giới. Đó cho nên là ở khu vực này thì chúng ta phải hạn chế ăn thịt đỏ mọi người nha. Để từ đó thì kiểm soát cái lượng protein và nạp vào trong cơ thể của chúng ta. Đó. Và như vậy thì đã biết được rất là kỹ càng và cụ thể rồi về axit uric đúng không ạ? Thì với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì tất cả mọi người có thể hoàn toàn yên tâm sở hữu ngay cùng với chúng tôi dòng sản phẩm đến từ Sinocare. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc mọi người nha. Hãy nhanh chóng kiểm tra đường huyết và cả axit uric nữa nếu như mà gặp phải những cái triệu chứng liên quan tới chóng mặt nè, rồi cả là mình cảm thấy là khó chịu trong cơ thể của mình nữa. Ừ, đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó uống nước và đi tiểu nhiều nữa nha, chúng ta bị sụt cân nhanh nè, thì được giảm, da ở phần chân bị ngứa ngáy, khớp đau đột ngột dữ dội và cả sưng tấy nữa chứ, khớp đau nhiều hơn khi đụng vào, khớp sưng đỏ, vùng xung quanh khớp bị ấm lên thì phải nhanh chóng kiểm tra đường huyết và axit uric ngay mọi người ạ. À. Và cùng với sản phẩm ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại là những cái biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường, hay chúng ta còn hay gọi là tiểu đường, và cả bệnh gút nữa mọi người ạ. À. Bệnh tim mạch, bệnh về mắt, suy thận, suy giảm sinh lý, bệnh thần kinh, chậm lành vết thương, tàn phế khớp và cả hủy hoại phần thận của chúng ta nữa. Và nguy hiểm nhất là dẫn đến tình trạng đột quỵ, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tính mạng của chúng ta. Hãy chủ động kiểm tra thường xuyên đường huyết và axit uric cho cả gia đình của mình. Hãy sử dụng thiết bị hỗ trợ theo dõi đường huyết quý vị ạ, và theo dõi cả axit uric nữa để mà giúp chúng ta có được một cái kết quả nó nhanh chóng và nó hiệu quả luôn, bằng cái việc là mình có thể là sử dụng que thử nè để đo ngay trực tiếp, và bên cạnh đó thì mình sử dụng cái lượng máu cực ít luôn, gần như là không đau với cái cây kim và cả cái que thử của chúng ta, và cho kết quả chỉ số đường huyết chỉ trong 5 giây thôi. Và thưa quý vị, với cái kết quả chỉ số này thì mình có thể là dễ dàng mình so sánh và mình biết cái tình trạng sức khỏe của mình, an toàn, chính xác, nhanh chóng. Và bên cạnh đó, cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay là máy đo đường huyết và axit uric đến từ thương hiệu Sinocare, giúp bạn và gia đình theo dõi chỉ số đường huyết và axit uric ngay tại nhà, kiểm soát ngăn ngừa bệnh đái tháo đường, tiểu đường và cả gút nữa mọi người ạ. À. Giúp điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bạn và người thân của mình. Tiện dụng và tiết kiệm chi phí với máy đo đường huyết và axit uric 2-in-1 Sinocare. Giá niêm yết trên sản phẩm là 1.500.000 đồng, nhưng với VTV Hyundai Home Shopping giảm giá trực tiếp cho quý vị 40%, chỉ còn 899.000 đồng mà thôi. Mà chúng ta có trọn bộ luôn là máy đo đường huyết và axit uric 2-in-1, có luôn là 50 que thử đường huyết, 50 que thử axit uric và 100 kim chích máu vô trùng. Và khi đó thì chúng ta sẽ còn có thêm là bút chích máu nữa để mà chúng ta dễ dàng thao tác và hiệu quả hơn. Và cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay, thương hiệu thiết bị chăm sóc sức khỏe được tin dùng toàn cầu thưa quý vị, nhiều năm phát triển công nghệ và theo đuổi giấc mơ cống hiến cho hệ thống hỗ trợ sức khỏe của mỗi người. Sản phẩm chính hãng Sinocare, sản phẩm được bảo hành trọn đời và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 năm nếu có lỗi kỹ thuật, cho nên tất cả quý vị có thể hoàn toàn yên tâm và sở hữu cùng với chúng tôi ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping quý vị nha. Trước đây thì tôi thường tới các cơ sở để khám và kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên, nhưng mà đôi khi đường huyết của tôi lên xuống khá là thất thường, mà đợi chờ các cơ sở thì khá là mệt mỏi. Thì các chuyên gia khuyên tôi có thể tự kiểm tra ở nhà, và từ lúc có chiếc máy Sinocare này để đo đường huyết và axit uric, tôi thấy khá là thuận tiện. Quý vị ơi, vậy thì bây giờ đây chúng ta đã có một giải pháp cho gia đình của mình rồi đó ạ, cho các thành viên trong gia đình của mình nữa.
Như Nguyễn biết là trong mỗi gia đình á, càng sung túc càng đông vui, nhưng mà ông bà lớn tuổi thì mình sẽ còn nhiều nỗi lo hơn. Mình sẽ lo ngại về việc là ông bà đang lão hóa rồi, thì về tim mạch cũng bị ảnh hưởng nè, xương khớp cũng bị tác động nữa, rồi chưa kể là những cái triệu chứng, những cái nguy cơ mà mắc những cái bệnh đái tháo đường thì ngày càng cao. Cho nên là mình phải kiểm tra, mình phải theo dõi sức khỏe của ông bà để làm sao mà mình có được những cái phác đồ điều trị, hay là mình có được những cái mà chế độ dinh dưỡng cho phù hợp với ông bà. Chưa kể là trong nhà của mình có phụ nữ mang thai nữa, điều này là một tin vui đúng không ạ? Nhưng mà lại càng phải chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tại vì trong thai kỳ rất là dễ mắc bệnh đái tháo đường thai kỳ, và chưa kể nữa là cái xương khớp nó cũng dễ phù nề đau nhức. Cho nên là mình phải theo dõi sức khỏe thường xuyên. Mà cứ nghĩ đi, ông già bà cả rồi cả phụ nữ nặng nề mang thai mà phải đi tới bệnh viện để kiểm tra, mất quá nhiều thời gian, lại còn thêm chi phí. Và cái lượng máu mỗi lần mà quý vị lấy ra trong bệnh viện nó khá là nhiều đó quý vị, trong khi chúng ta chỉ cần một chiếc máy tiện dụng thôi, thì lượng máu mình trích ra mỗi lần ít nhưng mà lại cho kết quả nhanh chóng. Chỉ mất từ 25 giây là mình biết được chỉ số đường huyết và cả axit uric của mình rồi. Và như vậy là cả những thành viên trong gia đình của chúng ta, người lớn tuổi và cũng như là những người trẻ tuổi như bản thân Quang Quý và Như Nguyễn, cũng có thể là kiểm tra sức khỏe của mình một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi chỉ với một chiếc máy rất là nhỏ gọn thôi mọi người nha. Đến từ thương hiệu Sinocare, an tâm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta. Máy đo đường huyết và axit uric 2 trong 1 để chúng ta có thể là kiểm tra chỉ số kịp thời nè, theo dõi thường xuyên trước sau bữa ăn, sáng sớm và cả tối đêm nữa mọi người nha, đặc biệt là đối với căn bệnh đái tháo đường, bảo vệ sự an toàn cho bản thân và điều chỉnh sinh hoạt hợp lý, đặc biệt tiết kiệm thời gian và đồng hành cùng sức khỏe của những thành viên trong gia đình của chúng ta. Đúng rồi đó quý vị, và chúng ta chỉ cần một chiếc máy nhỏ gọn như thế này thôi là mình đã có thể thao tác nhanh chóng rồi. Bởi vì chiếc máy này nè, nó sẽ có 2 chức năng trong 1 quý vị, vừa đo axit uric, vừa đo được cái lượng mà glucose, tức là đo được đường huyết của chúng ta luôn. Và đừng quên là sẽ gắn cái phần chip này vào để đo cả chỉ số axit uric nha. Đây sẽ là con chip có kèm theo trong cái hộp mà que thử axit uric, cho quý vị yên tâm, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần là mình sẽ khởi động máy lên nè. Rồi mình cho que thử vào và sau đó mình sẽ bắt đầu lấy máu nha. Đây, với que màu cam sẽ là que để thử axit uric. Mọi người sẽ thấy màu cam và thấy cả là sự đồng nhất luôn, màu cam từ trong chữ U, trong cái hộp đựng que và cả trên mỗi cây que luôn. Rồi, tiếp theo sẽ là que thử glucose để mà chúng ta thử đường huyết, đo đường huyết cho mình. Và như vậy thì sẽ có màu xanh, hai màu xanh và cam để dễ dàng phân biệt. Rồi mình cho vào trong máy và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu mình lấy máu luôn quý vị nha. Nhưng Nguyễn sẽ để chiếc máy này xuống để mình có thể đến với bút trích máu và mình bắt đầu lấy máu. Đây chính là cái bút trích máu đi kèm mọi người ạ. Và ở bên trong thì Như Nguyễn đã cho cái phần là kim lấy máu vào rồi. Đây sẽ là những cái cây kim mà 100% đã được vô trùng để mà chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và sau khi lắp kim vào thì mọi người cũng nhớ cái chọn cái mà cường độ nha. Tại vì với làn da của châu Á là với Việt Nam của chúng ta đó, chị em phụ nữ thì mình xài ở nút số 3 thôi, đừng để lên 4-5 thì nhiều khi là nó quá mạnh và kéo cò, để mà ở đây cái nút này nó bắt đầu là hiện ra màu cam và khi đó thì chúng ta sẽ lấy máu được. Bây giờ thì mình bắt đầu lấy máu thôi, mình cho cái phần bút trích máu này vào nè. Rồi đây, và quý vị ơi, với cái phần mà máu đầu tiên này á, thì mình sẽ bỏ, tức là mình không có sử dụng cái giọt máu đầu tiên này để mình thử mà mình sẽ sử dụng cái phần máu tiếp theo, cho nên là mình lau đi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành là mình sẽ thử cái lượng đường trong máu mọi người nha. Và với lượng đường trong máu thì chúng ta chỉ cần chờ là 5 giây thôi. Đó, đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược để mà chúng ta sẽ kiểm tra cái lượng đường trong máu. Và đây là cái lượng đường trong máu 5.2 mọi người nha. Để bây giờ đây thì mình sẽ cùng với cái bảng đính kèm của Sinocare, chúng ta sẽ kiểm tra nè cái thông tin, cái chỉ số của mình như thế nào. Quý ơi, rồi bây giờ Quang Quý sẽ kiểm tra nha. Đây, Như Nguyễn 5.2 đang ở trong mức bình thường thưa quý vị. Đang ở trong mức bình thường ạ. Màu xanh đây là mức bình thường mọi người nha, chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm luôn mọi người ạ. Đặc biệt là đối với những đối tượng mà bị căn bệnh đái tháo đường thì chúng ta cần phải đo rất là nhiều lần. Ví dụ như là trước bữa ăn nè, sau bữa ăn nè, buổi sáng hay là cả ban đêm nữa mọi người nha. Tùy thuộc theo từng giai đoạn của chúng ta như thế nào. Và cùng với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị thương hiệu Sinocare mọi người nha. Đã tồn tại trên thị trường Việt Nam trong khoảng thời gian là 18 năm rồi. Dòng sản phẩm này được sản xuất theo công nghệ của Đức, cho nên chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm về thiết bị y tế. Và bên cạnh đó, chúng tôi còn mang đến cho tất cả quý vị thêm một chế độ nữa, đó là chính là chế độ bảo hành trọn đời thưa quý vị, và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 năm nếu có lỗi kỹ thuật mọi người nha. Như vậy là chúng ta đã có thể yên tâm rồi đúng không ạ? Nhưng mà không dừng lại ở đó đâu ạ. Ngày hôm nay khi mà tất cả quý vị chúng ta sở hữu dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ nhìn thẳng trên cái vỏ hộp của nó luôn thưa quý vị. Ở phía bên góc của nó nè, mọi người sẽ thấy là giá bán lẻ 1.500.000 đồng mọi người nha, ghi rất rõ ở đây. Tuy nhiên là ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng ta sẽ có
ưu đãi cực kỳ giá trị luôn như Nguyễn ha. Đúng rồi đó quý vị ơi, chúng ta sẽ có ưu đãi cực kỳ giá trị bởi vì chúng ta được giảm giá lên tới 40%. Như vậy thì để sở hữu chiếc máy này chúng ta chỉ cần chi khoảng là 899.000 đồng mà thôi. Một mức giá rất là ưu đãi đó quý vị. Để mình vừa tiết kiệm chi phí, mình lại có một máy đo đường huyết và axit uric 2 trong 1 tiện dụng nữa quý vị ơi. 40% là mức giá ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping dành cho quý vị, 899.000 đồng mà thôi. Mình đã có trọn bộ sản phẩm rồi, máy đo đường huyết và axit uric 2 trong 1. Chúng ta còn có thêm là 50 que thử đường huyết, có thêm 50 que thử axit uric và 100 kim nữa quý vị, kim chích máu. Và đây sẽ là cái sản phẩm được khử trùng rồi nên chúng ta cũng an tâm nha. Và thưa quý vị, chắc chắn là ở thời điểm hiện tại thì mọi người cũng có thể thấy là trong gia đình của chúng ta sẽ có rất là nhiều những đối tượng khác nhau và những cái căn bệnh diễn tiến thầm lặng ở trong cơ thể của mình. Theo thống kê thì mỗi năm có lên đến là 200.000 người bị tử vong và bị ảnh hưởng bởi những cái căn bệnh liên quan đến biến chứng của tim mạch mọi người nha. Và một trong số đó, những cái căn bệnh gây ra những cái biến chứng về tim mạch nhiều nhất đó chính là căn bệnh đái tháo đường thưa quý vị. Và nó là một trong những nguyên nhân gọi là sát thủ thầm lặng đã ảnh hưởng đến sức khỏe và cả tính mạng của chúng ta rất là nhiều. Nếu như mà tất cả quý vị có những người thân trong gia đình của mình bị tiểu đường, bị đái tháo đường thì mọi người mới biết được là mới hiểu được là cái nỗi khổ của nó như thế nào mọi người nha. Ăn không dám ăn, rồi đi đâu cũng không dám đi, hễ mà bị vết thương một chút xíu mà máu chảy thì lại lo nữa tại vì nó bị rối loạn máu đông thưa quý vị. Ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng rất nhiều tới những cái hệ cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta như Nguyễn ha. Chính xác luôn. Và một trong những cái điều mà chúng ta đang lo lắng nhất hiện nay và cái tình trạng gặp phải nhiều nhất hiện nay là đột quỵ đó, những cái bệnh liên quan tới tim mạch đó quý vị, thì nó sẽ bị tác động bởi vì đó chính là những cái biến chứng của tiểu đường, của đái tháo đường quý vị. Ví dụ như những ai mà đã mắc đái tháo đường rồi thì sẽ có nguy cơ về não nè, xuất huyết não, nhũng não hay là bệnh não do tăng huyết áp, rồi cả những cái bệnh lý về tim, cơn đau thắt tim nè, thắt ngực nè, rồi nhồi máu cơ tim, suy tim nữa, hay là nặng nhất thì là đột quỵ. Mà quý vị biết rồi đó, đột quỵ thì nó để lại rất là nhiều những hệ lụy, chưa kể là nó tác động tới sức khỏe và nó lại gây nên cái sự mất mát nữa. Thì để tránh những cái điều đó, hay là về mắt nè, về mạch máu nè, cả về thận của chúng ta nữa, về cơ quan trong cơ thể luôn, thì đây là một số biến chứng của bệnh đái tháo đường. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng thấy là bệnh gút nữa là một trong những cái bệnh mà hiện nay cũng ngày càng phổ biến hơn. Người ta hay nói là bệnh của nhà giàu á Quang Quý. Đúng rồi. Dạ, tại vì không phải là người giàu mới mắc phải đâu, nhưng mà tại vì nó tốn kém và nó cần phải điều trị quá nhiều chi phí đi, cho nên là vì sao mà chúng ta không kiểm tra, không phòng ngừa từ đầu mà đợi tới lúc mà phải bệnh hay là phải cái thời gian mà lâu dài rồi thì lúc đó lại nguy hiểm hơn. Tại vì khi mà chỉ số axit uric của quý vị mà tăng cao á, chúng ta đo được, kiểm soát được, mình có thể điều chỉnh cái chế độ ăn uống ngay, chứ đừng có để tăng cao kéo dài, tích trữ lâu ngày thì nó mới ảnh hưởng tới bị khớp, nó viêm khớp và lúc đó mình đã bị gút cấp rồi. Thì ngay bây giờ đây mình phải trang bị cho nhà mình một chiếc máy để mình tiện lợi, mình dễ dàng kiểm tra và mình có được những ngày sống khỏe sống vui quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và với chiếc máy ngày hôm nay nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mua ở ngoài được không ạ? Dạ được chứ, nhưng mà mọi người phải tốn lên tới là 1.500.000 đồng mọi người nha. Tuy nhiên là ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị một mức giảm giá lên tới là 40% mọi người ạ. Từ đó thì chúng ta có thể là mua ngay về nhà dành cho ông bà cha mẹ trong gia đình của mình nè. Đó, hay là cả chính chúng ta nữa, những người trẻ như là Quang Quý và Như Nguyễn cũng có thể là thực hiện được một cách nhanh chóng ngay tại nhà của mình thôi ạ. Đó, từ đó thì chúng ta có thể là có những cái bước lấy máu cực kỳ đơn giản như thế này, chỉ tốn vài giây thôi mọi người ạ. Thì chúng ta đã có thể là dễ dàng và tiện lợi trong việc là mình đo đường huyết nè, đo hàm lượng axit uric trong cơ thể của chúng ta, từ đó kiểm soát được hơn cả là những cái chế độ ăn uống và cũng như là sinh hoạt của mình. Cho nên là dòng sản phẩm này Quang Quý tin chắc rằng rất phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau trong gia đình chúng ta. Sau khi dùng sản phẩm Sinocare để đo đường huyết và kiểm tra axit uric tại nhà thì tôi có thể tự kiểm tra được và cảm thấy rất là dễ dàng. Tôi cảm thấy là hiểu cơ thể của mình hơn và an tâm hơn. Trước đây thì tôi thường tới các cơ sở để khám và kiểm tra sức khỏe của mình thường xuyên, nhưng mà đôi khi đường huyết của tôi lên xuống khá là thất thường, mà đợi chờ các cơ sở thì khá là mệt mỏi. Thì các chuyên gia khuyên tôi có thể tự kiểm tra ở nhà. Và từ lúc có chiếc máy Sinocare này để đo đường huyết và axit uric, tôi thấy khá là thuận tiện. Gia đình tôi thì có ông xã đang mắc bệnh gút, còn tôi thì cũng bị đường huyết cao. Sau một thời gian sử dụng máy Sinocare này thì tôi đã tự kiểm tra được đường huyết của mình và cũng như là chỉ số axit uric của ông xã tôi. Tôi rất là yên tâm khi sử dụng máy này tại nhà để đo sức khỏe của mình và cũng như những người thân yêu của mình.
Hãy nghĩ tới sức khỏe của mình và sức khỏe của những người thân trong gia đình của mình ngay từ ngày hôm nay bằng cách là chúng ta sẽ kiểm tra những cái chỉ số axit uric và cả là đo đường huyết mỗi ngày nữa để đảm bảo về cái sự an tâm cho sức khỏe của mình. Và từ đó thì mình cũng có những cái chế độ dinh dưỡng phù hợp, tập luyện, hay là mình có thể là lúc đó mình tìm đến bác sĩ để mà có thể là có được những cái phác đồ điều trị. Và khi đó thì chúng ta cũng sẽ khỏe hơn, vui hơn nữa quý vị ạ. Chứ không có để mà bệnh lâu, bệnh ngấm, bệnh dần dần. Rồi khi mà biết ra thì lúc đó nó đã để lại quá nhiều hệ lụy. Trong khi mỗi ngày mình chỉ cần kiểm tra, không mất tới 10 phút đâu quý vị ơi. Chúng ta chỉ cần là 25 giây thôi để đo axit uric và chỉ 5 giây thôi để đo cái đường huyết. Và khi đó mình chỉ cần kiểm tra với bảng đính kèm của Sinocare là dễ dàng thấy được tình trạng sức khỏe hiện nay của chúng ta như thế nào rồi. Đúng rồi thưa quý vị, một chiếc máy rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho những thành viên trong gia đình của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ có thể là chủ động hơn trong việc là kiểm tra những cái thông số trong cơ thể của chúng ta. Thực sự là với những cái vết thương bên ngoài thì mình nhìn có thể nhìn thấy được đúng không ạ? Nhưng mà những thứ ở phía bên trong diễn biến thầm lặng như vậy á thì mọi người phải có những cái chỉ số để chúng ta nắm bắt được một cách dễ dàng và tiện lợi hơn và cũng như là chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình đúng không ạ? Đúng rồi, quý vị nhìn quan quý đi, một chàng trai thanh niên cường tráng rất là khỏe mạnh, nhưng mà nhiều khi mình không biết về việc là tại sao chỉ số axit uric lại cao như vậy. Có thể là do chế độ ăn uống, có thể là do coi như là cơ địa nữa, cho nên là chúng ta sẽ rất cần phải kiểm tra để sớm mình có được những cái giải pháp cho cơ thể giúp cho mình luôn khỏe luôn vui. Và ngày hôm nay với thiết bị hỗ trợ nè, thiết bị theo dõi đường huyết và axit uric sẽ giúp chúng ta có kết quả nhanh chóng hiệu quả nha. Chỉ cần là sử dụng que thử thôi là có thể đo ngay rồi, lượng máu cực ít luôn, gần như là không đau luôn quý vị. Quý vị thấy không, như Nguyễn chỉ bắn một cái rất là nhẹ nhàng luôn và đã cho kết quả chỉ số đường huyết trong 5 giây thôi và cho kết quả chỉ số axit uric thì trong 25 giây, an toàn, chính xác mà còn nhanh chóng nữa. Và hãy an tâm bảo vệ và tăng cường sức khỏe cùng với máy đo đường huyết và axit uric đến từ thương hiệu Sinocare, giúp bạn và gia đình theo dõi chỉ số đường huyết và axit uric ngay tại nhà, kiểm soát ngăn ngừa bệnh đái tháo đường hay chúng ta gọi là tiểu đường thưa quý vị, và cả bệnh gút nữa, giúp điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, chủ động bảo vệ sức khỏe cho bạn và người thân. Tiện dụng và tiết kiệm chi phí với máy đo đường huyết và axit uric 2-in-1 Sinocare. Giá niêm yết trên sản phẩm là 1.500.000 đồng đó quý vị. Nhưng đây giảm giá trực tiếp cho quý vị 40%, chỉ cần 899.000 đồng thôi là có thể đặt hàng và sở hữu ngay chiếc máy này rồi. Cùng với VTV Hyundai Home Shopping mà có được trọn bộ sản phẩm luôn quý vị nha. Không chỉ máy đo đâu mà chúng ta sẽ còn có nữa là 50 que thử đường huyết, 50 que thử axit uric, có thêm là 100 kim chích máu, có bút chích máu đi kèm luôn quý vị ơi. Và thưa quý vị, tới thời điểm hiện tại thì thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay cũng đang gần đến những giây phút cuối cùng rồi mọi người nha. Cho nên chúng tôi rất là hy vọng mọi người có tận dụng lấy 40% được giảm giá như thế này thưa quý vị. Và nhắc đi nhắc lại là một cái chế độ bảo hành rất là tuyệt vời, đó chính là bảo hành trọn đời thưa quý vị. Bảo hành trọn đời mọi người nha. Và bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 10 năm nếu có lỗi kỹ thuật. Wow, như vậy là không chỉ là có được cái chất lượng từ sản phẩm mà còn có cam kết từ nhãn hàng nữa, để quý vị sở hữu cho mình một chiếc máy đo đường huyết và cả axit uric 2-in-1 Sinocare quý vị nha. Chiếc máy 2-in-1 là cải tiến mới, thay vì sử dụng nhiều dụng cụ hay là phải mất quá nhiều thời gian, nay tiết kiệm chi phí mà còn lại mang tới hiệu quả cho gia đình của mình, để cho ai cũng khỏe, ai cũng vui. Điều mà như Nguyễn Quang Quý mong muốn nhất là tất cả mọi người, tất cả các quý khách hàng của VTV Hyundai Shopping luôn khỏe, luôn vui, tận hưởng được cuộc sống và thêm yêu thương tất cả những người xung quanh của mình nha. Hẹn gặp lại ở những sản phẩm tiếp theo để chúng ta lại luôn có được những ngày vui khỏe.